Thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu, đại biểu Vũ Tiến Lộc, thành phố Hà Nội chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu hồ sơ dự án luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tôi có một số ý kiến tham gia như sau. Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành luật, tôi thấy rằng việc sửa đổi một số quy định của luật này trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, việc ban hành luật còn nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam như việc sửa đổi luật để bổ sung thông tin nơi sinh trong hộ chiếu nói riêng, giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam vào các nước châu Âu thuộc khối Schengen. Việc sửa đổi các quy định về giá trị, thời hạn của thị thực điện tử, điều kiện cấp thị thực điện tử, thời hạn cấp chứng nhận tạm trú đối với công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội để tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Hai, về nội dung của dự thảo luật. A. Hiện nay dự thảo luật căn cước tiếp tục kế thừa quy định này tại khoản 2 điều 21. Tuy nhiên, khoản 1 điều 6 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 chưa có quy định về việc sử dụng căn cước công dân thay hộ chiếu theo điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế. Chính vì vậy, việc sửa đổi khoản 1 điều 6 để bổ sung quy định về giấy tờ khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là để phù hợp với quy định của luật căn cước, do đó tôi nhất trí với quy định này. B. Về sửa đổi bổ sung các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu tại khoản 7, khoản 8, điều 1 dự thảo luật. Theo báo cáo của các cơ quan chủ trì soạn thảo, hiện nay có tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không trực tiếp đến nhận hộ chiếu. Những trường hợp này không đề nghị trả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận. Do đó, để khắc phục tình trạng này, tôi nhất trí với quy định tại khoản 7, điều 1 dự thảo luật quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả, đề nghị cấp hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn, tôi đề nghị chỉnh sửa quy định này theo hướng hủy hộ chiếu đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả kết quả mà công dân không đến nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa đến nhận hộ chiếu. Điểm A khoản 1 điều 33 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về điều kiện xuất cảnh của công dân về hạn sử dụng của hộ chiếu từ đủ 6 tháng trở lên, trong khi điểm A khoản 2 điều 7 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định thời hạn hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm. Như vậy, nếu căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 33 thì hộ chiếu phổ thông sẽ còn thời hạn sử dụng để xuất cảnh là 9 năm 6 tháng, không phải là 10 năm như quy định ở điều 2 khoản 2 điều 7. Như vậy là chưa phù hợp. Chính vì vậy, tôi nhất trí với quy định tại khoản 8 điều 1 dự thảo luật bỏ quy định về thời hạn của hộ chiếu còn giá trị sử dụng từ 6 tháng trở lên mới đủ điều kiện xuất cảnh của công dân. C. Về sửa đổi quy định về giá trị của thị thực và mở rộng điều kiện cấp thị thực điện tử tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 2 của dự thảo luật. Theo báo cáo của Chính phủ, qua thời gian triển khai cấp thị thực điện tử từ giai
đoạn thí điểm năm 2017 đến nay, số lượng người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử ngày càng tăng. Sau khi chính phủ khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước giai đoạn dịch COVID-19, đến nay, số lượng cấp thị thực điện tử tăng gấp 46,6 lần so với cùng thời gian trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, do thời hạn thị thực điện tử ngắn 30 ngày, nên chưa đủ thu hút được nhiều hơn người nước ngoài, nhất là số người nước ngoài có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày tại Việt Nam. Số người có nhu cầu khảo sát, tìm hiểu thị trường, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tương đối dài ngày. Chính vì vậy, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách du lịch quốc tế từ thị trường xa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm xúc tiến đầu tư, tôi nhất trí với quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 2 dự thảo luật để mở rộng diện nước ngoài các nước vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử và nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Tôi xin phát biểu hết. Trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.